Hello, xin chào các đồng chí và các bạn thân mến. Hôm nay là mình live stream tiếp để anh chị em các bạn thấy về vấn đề mà dân sự ở Mỹ, thằng Mỹ nó kiểm soát về dân sự rất là hay. Các bạn thấy đây là cái trung tâm của quận, nó gọi là trung tâm của quận hạt, nơi mà động vật đồ á, mình nuôi con gì nó phải đúng theo cái luật của chính quyền địa phương. Mà nếu mà nuôi không đúng á, là không có đúng theo cái luật của chính quyền địa phương á, nó sẽ phạt mình. Hôm nay lại mình phải dẫn hai con chó đi xin giấy phép. Con chị thấy quả thấy không? Xin giấy phép để đặng mà cái license, giấy phép để đặng mà mình nuôi nó, giấy phép thành nghề á. Các bạn thấy đụng vô chính phủ á, là lúc là tiền không à. Đi đô đi ra vậy là thấy quốc hết 200 đô rồi. Là chỉ hai con chó thôi đó. Các bạn thấy thằng Mỹ nó hay lắm, nó quản lý người dân rất là hay. Xin chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nha. Hồi nãy like cái nó bị đụng cái tay cái nó bị xóa cho nên phải làm lại. Các bạn thấy Mỹ nó quản lý dân sự, nó tạo ra công ăn việc làm, nó lấy người dân nuôi người dân. Các bạn thấy những cái sự việc như vậy đó thì nó làm, nó tạo ra biết bao nhiêu công ăn việc làm. Các bạn thấy không? Rồi người ta đóng lệ phí đó, người ta đóng lệ phí cho chó mèo, rồi nó tạo cái công ăn việc làm cho cái người dân. Nó hay cái chỗ đó đó, mà người dân phải chấp hành những cái luật lệ như vậy. Yeah, no, cái này, chắc kia tay đây. No, cái này, come on, cái này, up, good job, come on, no, go, up, no, good job, tay đây, go boy. Các bạn thấy rất là vất vả chứ không phải là giỡn. Bên này nuôi con chó, con mèo, con gì, con gia súc các bạn biết. Mình phải làm đúng cái luật. Không là nó phạt nặng lắm. Có phạt phạt. Các bạn nghĩ đi 300 đô mỗi một cái hổm đến ra nhà. Cái vỏ là nó phạt. Cái dân sự của Mỹ nó quản lý rất là hay, nó quản lý cực kỳ hay. Mà Việt Nam mình chưa có áp dụng được trong cái đời sống dân sự, các bạn thấy. Ngay cả những cái quy luật về động vật ở bên Mỹ thôi mà nó đã phức tạp như vậy, nó đã có những cái luật lệ của nó như vậy rồi. Các bạn thấy nó đâu phải giống như mà nhiều người lên trên này họ ca tụng nước Mỹ đâu. Xin chào Phước Trần. Không phải như nhiều người họ ca tụng như vậy đâu. Để tôi ghim điện vô cho nó đủ sạc, trong hồi hết pin. Cho nên anh chị em các bạn thấy đó, lại mình muốn chia sẻ về những cái mô hình xã hội ở bên Mỹ để anh chị em các bạn thấy và hiểu được. Mấy cái giấy tờ các bạn thấy không, đụng vô là tiền không á, tiền giấy tờ đồ, rồi nó phải giấy phép đồ đâu có đó đấy, còn không thì nó phạt 300 đồng một cái như vậy đó. Chắc bị giỡn đâu, phải giống như mấy ông mà chứng tỏ tương đương bên Mỹ mà ông lên mạng. Tiền phí này, phí nọ, phí kia, phí đủ thứ chứ đó. Các bạn thấy còn dân Việt Nam mình gì, chó mèo động vật, cuộc sống người dân họ tự cung tự cầu và tự phát và tự làm. Chính phủ đâu có quản lý giống như bên Mỹ đâu. Các bạn thấy Mỹ nó quản lý vô cùng hay, và chính vì nhờ cái sự quản lý mà người dân người ta đồng một lòng với nhau như vậy đó, nó tạo ra nhiều công ăn việc làm đó. Các bạn thấy một cái cơ sở chó mèo như vậy, một cái cơ sở động vật của quật như vậy, nó tạo hàng ngàn công ăn việc làm đấy. Cứ vô tấp nập ra vô đấm thế rồi đủ thứ đó. Nó tạo ra cái xã hội sôi động về vấn đề thú vật. Cho nên các bạn biết những cái bên ngành mà thú vật bên này nó hái ra tiền đấy. Cho các bạn biết nó hái ra tiền đấy. Thì xã hội Mỹ mình muốn like về vấn đề mà động vật bên Mỹ, các bạn nó có một cái trung tâm của nó luôn, các bạn thấy không? Có quận hạt của nó. Mà con chó nuôi là phải đúng cái phép mạch của chính phủ, phải đúng theo cái luật lệ. Còn bên mình nuôi thì vậy thôi, thì nhiều khi nó lỡ cắn ai chứ, thì người dân mình đến đó mình thương lượng với nhau, bà con lối xóm
mình thương lượng, mình hòa giải với nhau. Còn Mỹ không có đâu. Các bạn mà lỡ mà chó mèo mà nó cắn người ta hay gì, hay là chó của mình nuôi mình lỡ nó có đi quang, nó cắn ai đó là nó thưa mình. Các bạn biết hả, nhiều khi mà mình không có bảo hiểm, mình mua bảo hiểm nhà đó, nó có kèm theo cái liability đó, là nó là mình đền má nhìn không ra luôn, chứ không phải giỡn đâu. Bẹt ghê mà bảo cho bẹt ghê mà nó dữ lắm, nó dữ dã man luôn, kèm nó rất là mệt. Loại bẹt ghê này bảo biết là con này nó mà giật người nào một cái là từ chết tới bị thương. Nó nặng bằng một đứa trẻ ở Việt Nam, mà một đứa trẻ mà nó khoảng, con này nó khoảng 45 kg, hơn á. Nó bự to mà nó loại bẹt ghê, mà loại bẹt ghê thứ dữ á, nó khôn dã man lắm, nó rất là khôn. Nó chỉ mà nghe hơi thôi, cái thôi, người lạ thôi là nó quất á, nó quất là chỉ nằm thôi. Mấy nhiều lúc mình kêu người ta lại nhà làm một chuyện á, mà nó nhảy lên nó gừ một cái, mấy cái thằng kia là hết hồn hết vía. Nó nhảy lên một cái rồi qua tới đầu luôn à. Sao hả, khôn lắm, nó khôn lắm, nó biết nghe lắm, nó giống như đứa con nít vậy đó. Cho nên chó mèo, các bạn thấy động vật bên này nó có cái luật lệ từ Mỹ, nó quản lý dân sự rất là độc đáo. Để tôi hay nói là bạn được thừa hưởng một cái nền tự do dân chủ ở trong nước, mặc dù đất nước mình là một đảng, nói chung nó cũng đâu có gì sai đâu. Nè, để cho anh chị các bạn xem, là thấy không, Mỹ đó, nó đậu xe là cái máy này, nó đặt máy quay phim, nó đặt hết trong đó, nó để vậy đó. Mình xé cái đầu không? Nó để gì đó? Là chạy qua một cái phút tung, chụp cái cách, nó chụp số, nó chụp mặt, nó chụp trước, chụp sau, coi như là dính. Nó đậu xe vậy đó. Xe cảnh sát nó đậu một người trong đó. Cái xe đó giống như là một máy robot vậy đó. Sống người ta chặt chẽ lắm, không phải Việt Nam mình đâu. Chứ đừng có nghĩ là đa đảng hay này kia là đất nước sẽ tốt hơn, nó chưa hẳn là như vậy. Cái đa đảng của nó là nó đòi hỏi dân trí, sự hiểu biết ý thức của người dân nó cao đó. Và nó tranh đấu về giáo lợi ích thôi. Còn dân cu đen cũng cày chết mẹ, làm thôi, sai luật cái thôi. Uống tới bến giống như tôi, các bạn nuôi mấy con chó thôi, cái hổm nó đi nó lỡ nó xuống cái cửa, nó đi ra ngoài thôi là bị tụi quần nó xuống, nó quần rồi, nó quần là phải xách từ nhà xuống với quần, phải đem con chó cho nó kiểm, nó coi. Mai là các bạn biết, nếu mà nó bắt con chó của tôi thì đó, tôi bị nó bắt một lần, nó bắt một lần lên gì nó, mình phải đóng tiền phạt 350 đô nó mới cho lấy con chó ra. Mà bỏ con nhỏ thì tội nghiệp, mình nuôi nó nhỏ lớn nào rồi bỏ nó. Nó tùy theo mỗi quốc gia thôi. Các bạn đừng có lên trên này mà nghe theo mấy cái thằng mà chống cộng cực đoan ở bên Mỹ, cái đám ô hợp đó, nó lỗ thôi à. Đời sống ở bên Mỹ nó cơm máu gạo tiền đó. Làm tất tần tật, phải thực thi pháp luật, phải sống đúng với lại luật pháp đồ. Chứ đâu phải giống như tụi nó lên mạng, nó làm giống như là nước Mỹ, giống như là thiên đàng đó. Bởi vì tôi chỉ thấy buồn là nhiều người trong nước rồi họ lên trên mạng rồi họ cứ tưởng tượng không. Nè, hả sao nè? Come on, sit down đi, sit down. Sit down. Sit down, sit down đi. Các bạn thấy lên mạng rồi nó nổ rồi, có nhiều người trong nước cứ ngồi đó mê bán nhà, bán cửa, rồi chạy qua Mỹ rồi cuối cùng phải đi làm, cài như con trâu, con bò qua Mỹ rồi. Ví dụ như tôi nói, chẳng hạn như mấy người ta có tiền, có của, người ta đi qua Mỹ, người ta cho con người ta đi du học để học những cái hay của Mỹ, thì cái đó thì mình khuyến khích. Các bạn thấy những cái khu dân cư gì không? Nó đặt, nó có người
an ninh đồ nó đặt, tại vì những cái khu gì nè nó không có an ninh đó, người ta đặt máy rồi người ta đặt nó gọi là neighborhood lock quá. Đây nó có những khu gọi là neighborhood lock quá, giống như là về an ninh khu vực, và cái người dân họ tự họ đứng ra họ giúp nhau, họ ngó chừng nhau, giống như bên Việt Nam gọi là cái nhóm hiệp sĩ vậy đó. Các bạn thấy bên này nó cũng có, nó gọi là neighborhood lock quá, là cái nguyên một cái khu vực dân cư đó đó. Rồi họ tổ chức cái nhóm có một vài người có xin giấy phép mang súng, gọi là cảnh siêu cấp vậy. Họ mang súng rồi họ đi giống như là nhiều khi họ tuần tra gì đó để bảo vệ cái khu vực cho nó an ninh. Tại vì ở bên mấy cái thành phố như bang các bạn biết được mấy cái vùng như vậy đó, là cái vùng dân mà dân nó tạp nhạp lắm, các bạn thấy rất là tạp nhạp, đời sống rồi nhà cửa rồi đường xá rồi tanh bành bé nhạc bé chị bé hết trơn à. Thế các bạn thấy nhà nghèo nàn lụp xụp vách lá rồi, nó cũng có bên xin lỗi không phải vách lá cái đó nó bậy, nó cũng lụp xụp lẹt xẹt thôi, các bạn thấy không, đời sống mà đâu phải chỗ nào nó cũng giống như thiên đàng. Để tôi chạy mấy cái khu này cho các bạn coi xem, những cái khu vực như vậy là cái khu gọi là dân nghèo á, các bạn thấy nhà cửa 60-70 năm nó lụp xụp, nó lệ sẽ nó làng xèn, nó lọt sọt mình không biết cái nào để mình diễn tả cho các bạn các bạn thấy muốn màu muốn mặt muốn hình muốn vẽ à, nó không phải giống như những cái người mà chống cộng cực đoan lên trên mạng, nó tô vẽ bức tường. Nhiều khi nó đi những cái trong cái đô thị, những thành phố, nó chạy được chiếc xe, nó ở được cái nhà, nhưng các bạn nhìn thấy nó hào phóng giống như tôi on cam lên tôi show nhà cửa đất đai rồi này kia, các bạn thấy ô lợi mình ở bên Mỹ bạn thấy không, đi như thế giống như mà cái mình phải trả cái giá là một sống giờ Việt Nam cũng vậy thôi. Ở Việt Nam bây giờ mà có biết lo làm ăn, dân trung lưu, tôi nói gì vẫn chưa, dân trung lưu biết lo làm ăn cần kiệm thì sống đâu đến nỗi. Ở Việt Nam một ngày các bạn kiếm 200.000 các bạn cũng sống tà. Ở dân người Việt, người ở dân bên Mỹ, dân trung lưu làm ngày okay, ngày khoảng $100 phải trừ thuế ra hết 25-39% rồi, các bạn nghĩ đi. Thì còn lại nhiêu và bày đóng bảo hiểm nãy kia nữa, bảo hiểm nãy kia nó đem về có la cao lắm, rồi $50 rồi. Hỏi các bạn giờ đi ra ăn tô phở $10+ rồi, chi phí nhà cửa điện nước điện thoại nãy kia nữa, không biết cần kiệm cũng văng vô vách, các bạn thấy không, cũng văng vô vách. Cho nên làm ăn lại cái thời của tôi, nhiều khi mình gặp được may mắn nhờ trời thương cho mình có cơ hội, mình gặp được cái lúc mình làm ăn mình thành đạt, rồi bây giờ có của mới có của ăn của dư của để, cũng có lên trên này mình chia sẻ. Ông bà mình có câu mà phú quý thì xin lễ nghĩa, bằng cùng xin đạo tập. Thời buổi bây giờ người ta có tiền, người ta đi, người ta làm ăn khá, người ta đi khắp nơi hết. Người Việt của mình bây giờ là bắt đầu đã đi khắp thế giới rồi. Các bạn thấy người Tàu họ đã biết sống du mục trước những cái dân tộc khác từ ngàn năm về trước, hàng mấy trăm năm về trước họ đã biết sống du mục khắp mọi nơi rồi. Người Việt mình mới bắt đầu thôi, bởi sao khi mà đất nước của Trung Quốc mà nó đổi mới, anh chị em các bạn thấy đó, chính phủ họ kêu gọi những người dân của họ, họ quay trở về những cái chất xám đó, chảy máu ngược trở về quê hương của họ, và họ xây dựng cái nước Trung Quốc như được ngày hôm nay. Thì Việt Nam mình cũng vậy thôi, mình phải đi từng bước một. Nhiều người nói rằng tại sao những cái giới trẻ bây giờ đi du học nó không về. Chuyện du học mà người ta đi ta không về là chuyện bình thường thôi. Đâu phải du học sinh ai cũng phải là đi học là phải đi về đâu. Các bạn lên trên mạng các bạn đánh cái chữ du học, nó gọi là student exchange. Nó dịch rất là khác với cái nghĩa Việt Nam của mình. Mình gọi là du học sinh đó. Nó đâu, người ta, cộng đồng thế giới đó, những cái quốc gia phát triển đó, nó tạo điều kiện cho những cái giới trẻ những quốc gia khác để đến quốc gia họ học những cái hay để họ tu dưỡng về nghề nghiệp của họ, và sau này họ có cơ hội họ quay trở về đất nước của họ.
Nhật á, Nhật nó là một cái quốc gia, hình như tôi nhớ là nó là quốc gia khởi xướng về vấn đề du học sinh. Các bạn thấy có bởi có nhiều người tụi mà chống cộng cực đoan ở bên Mỹ lên rồi nó nói ô, hay là một số dân chủ cộng nói tại sao du học sinh rồi không học, đi học rồi sao không về. Người ta học rồi với cái trình độ kiến thức người ta, mà đất nước của mình chưa có cái tầm nhìn chiến lược về vấn đề nhu cầu như vậy, họ ở lại họ làm gì? Họ được những cái quốc gia sở tại thuê họ làm việc, cái mưu cầu của họ đâu ai dạy gì mình phải đi về. Nhưng mà trong khi đó các bạn nghĩ đi, cái chất xám đó nó sẽ đổ về lại quê hương trong một ngày một chiều. Và các bạn nhìn thấy đó, những cái như tiến sĩ Trần Vinh Dự là một cái điển hình, những người trẻ, những bác sĩ trẻ bây giờ nó cũng bắt đầu là nó nhìn về quê hương, nó quay trở về, nó thấy cái đất nước đổi mới và phát triển. Cho nên trên mạng là cái diện gì chúng ta phải tìm hiểu, nhất là các bạn, một số người tôi nói bạn đừng buồn, bạn bị giới hạn bởi vấn đề ngôn ngữ. Cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình ngay cả hàng hóa nó dịch nhiều khi trên trời dưới đất. Ngay cả trong cái Facebook của tôi, mà về trong cái profile của tôi cá nhân, trang cá nhân á, tôi để là relationship, có nghĩa là relationship là mình là tôi để là silver union, in silver union, thì nó đâu phải là đồng tính đâu. Mà trong Việt Nam người ta vô người ta coi, nó dịch ra tiếng Việt nó để là tôi là đồng tính gì đó. Các bạn thấy không, nó dịch nhiều cái. Các bạn mà lên trên mạng các bạn xem mấy cái mà nó dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt, nó dịch trời đã thần đất đỏ, nó chỉ dịch đại vậy thôi. Cho nên mình cái diện vậy mình phải xem, mình phải, nếu các bạn biết được cái ngôn ngữ mà Anh ngữ đó, nó rất là hay. Tại vì sách giáo khoa nó cũng nhiều, Tây Đa Xanh, Tây Âu Đặc, nó rất là nhiều, và cái tài liệu nó cũng rất là nhiều để cho mình tham khảo, để cho mình tham khảo, để mình học hỏi. Cái điều kiện nó rất là lớn. Còn cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình nó bị giới hạn. Đâu có ai mà các bạn biết thông dịch qua một cái ngôn ngữ của tiếng Việt của mình, đâu phải là dễ đâu, mà dịch cho nó đúng nghĩa rồi, không phải là giờ chuyện giỡn. Thành ra có cơ hội biết thêm được ngôn ngữ là biết thêm một thế giới, nhất là biết thêm một ngôn ngữ về Anh ngữ, nó sẽ giúp chúng ta rất là nhiều trong cái cuộc sống hàng ngày, nhất là trong cái thời kỳ đổi mới của đất nước hiện nay. Các bạn sẽ cập nhật thông tin rất là chính xác, rất là chuẩn. Hiện nay trong nước tôi về bển, tôi sống và tôi làm việc, tôi cũng thấy các bạn thấy có những đài như CNN, MSNBC, Fox News là những cái tin tức ngoài trời của Mỹ đó, nó đã bắt đầu truyền vào trong truyền hình cáp của Việt Nam rồi, nghe tiếng Anh rồi. Các bạn sẽ thấy nó cũng truyền thông vào Việt Nam, ngay cả vấn đề mà giáo dục về bên mà thiếu nhi rồi đó, những cái chương trình mà giáo dục tôi thấy nó cũng đưa vào Việt Nam, rất là hay. Mà nó bằng tiếng Anh rồi, nó cũng lúc nó cũng có những cái ngôn ngữ tiếng Việt người ta dịch lại. Nó rất là hay, các mình nên tập nghe những cái đó. Còn mà cứ tối ngày ngồi coi phim bộ, phim trưởng, nó làm cho mình cũng giống như Facebook giờ bị ảo tưởng, các bạn thấy không? Tại cái văn hóa của người phương Đông là châu Á mình đó, nó còn bị ảnh hưởng phong kiến rất là nhiều. Cho nên các bạn muốn tiến lên và có cuộc sống nó văn minh đó, mình phải bỏ bớt đi những cái tư tưởng phong kiến, những cái văn hóa của phương Đông. Không có nghĩa là mình ngoại lai, có nghĩa là mình cần phải đổi mới và tiến bộ hơn. Mỗi con người chúng ta ngày hôm nay cần phải tiến bộ. Đảng và nhà nước Việt Nam mình, các bạn thấy ngoại giao và đối nội đối ngoại để làm sao phù hợp với lại cái lối sống của người dân, rất là hay cực kỳ luôn. Tôi phải nói là tôi về tôi rất là phải nói là khâm phục cái chính sách, niềm tin chiến lược của Đảng và nhà nước Việt Nam mình, đối nội và đối ngoại cực kỳ hay, quá hay. Về dân sự rất là hài hòa, và các bạn được thừa hưởng một cái nền hòa bình, sự bình yên và cái dân chủ nhân quyền, mà tôi nói rất là tuyệt vời. Nhân chủ dân quyền của Mỹ nói đồng bậy bạ là những dân vô chắc. Các bạn thấy Snowden Edward là một người da trắng, Mỹ trắng đó, nói mà không đúng nó gượt chạy ông chính quyền Mỹ, ông gượt chạy mất dép luôn, chạy tước quốc tịch luôn, tước quyền công dân luôn, phải xin tị nạn ở bên Nga. Các bạn thấy đó. Rồi Bradley Manning đó, là một hạ sĩ trong như là trung sĩ thì tôi quên rồi, đại khái là gì, làm trong quân đội. Các bạn thấy khi mà làm mà sai trái với lại những cái quyền lợi của quốc gia, nó quất nhỏ 35 năm tù liền.
làm thôi, không phải giỡn. Như là David Koresh là một cái ông mục sư ở tại Houston, Texas. Khi ông có những cái mưu đồ mà chống lại chính quyền, ông mua súng ống đạn dược để chống lại chính quyền. Thằng Mỹ nó đưa FBI xuống, mật vụ xuống, quân đội xuống, nó dùng cả trực thăng mà loại Apache đó, các bạn biết trực thăng mà loại chiến đấu Apache, nó xuống nó quất tơi bời ba lá hết. Các bạn thấy đâu phải giỡn, đụng tới vấn đề mà quyền lợi quốc gia, anh mà xâm hại tới quyền lợi quốc gia của Mỹ là nó quất anh dân gì chứ. Anh muốn nói gì kệ anh, mà nó nắm thằng có tóc, nó đâu nắm thằng chọc đầu. Mấy cái đá mà dồi bọ chống cộng cực đoan ở trên mạng này, các bạn thấy nó lên nó tiên truyền láo phép. Đối với tôi lúc nào tôi cũng, mỗi lần lên mà tôi thấy những người trong nước mà họ có những cái tư duy mà gọi là ngoại, tư duy gọi là sản phẩm ngoại đó, là tôi thấy rất là đau lòng. Hôm qua tôi tìm được cái đích của cái ông mà ở trong nước rồi. Ông này là tên là Nguyễn Thanh gì, như tôi nhớ tôi tìm được ông đó rồi. Các bạn vô trong cái trang web xa nhà của ông á, ông dùng những cái từ ngữ, ông mạ lị bắt trọng, ông mạ lị, ông là một cái người các bạn thấy ông chụp hình, ông mặc đồ quân phục á, mà tôi không biết ông làm bên ngành nào, giống như bên công an vậy, giống như vậy thôi mà không biết bên ngành nào. Các bạn thấy nhìn thấy ông xuyên tạc về đất nước thấy là rất là đau lòng. Ông này tôi nghĩ là ông ăn tiền hưu rồi, lớn tuổi rồi. Các bạn đánh cái nick có dấu nha, Nguyễn Thanh, tôi nhớ là Nguyễn, một là Nguyễn Thanh, hai là Thanh Nguyễn, hình như là Thanh Nguyễn vậy. Các bạn sẽ thấy ông mặc một bộ đồ quân phục màu trắng, rồi xong rồi vô trong đó các bạn sẽ thấy ông mặc những bộ đồ quân phục màu xanh nữa. Rồi và ông live stream lúc nào cũng mặc cái áo và thắt cái cà vạt, thắt cái cà la vát đó. Các bạn thấy ông, tôi thấy ông lên ông xuyên tạc ngay cả vấn đề mà lãnh đạo cao cấp ở Việt Nam, mà bác Nguyễn Phú Trọng mà ông kêu người ta là trọng này trọng nọ, phải nói là bó tay. Thấy là rất là buồn. Bạn vô xem cái trang website của ông, tôi thấy khủng khiếp. Tại vì tôi lần mò theo cái nick của cái anh mà gạt Khải Định gì vậy, Khải Định, tôi lần mò cái nick đó tôi đi tìm ổng, hồi sớm này tôi tìm được. Các bạn sẽ thấy có nhiều người trong nước họ suy nghĩ là ấu trĩ, họ bất mãn, họ theo bác và đảng rồi về họ bất mãn, họ quay ra họ chống phá, phải nói là rất là buồn. Cái tụi mà bao que xỏ lá chống cộng cực đoan nó chống là tại vì cái bản tính của nó lưu manh và côn đồ mất dạy của nó, bao nhiêu năm nay nó như vậy rồi. Mình lên mình chỉ vạch mặt tụi nó thôi, là mình không cảm thấy giống như là mình chửi tụi nó giống như chơi vui vậy thôi. Nói thật sự tụi nó chửi lộn tụi nó rất là vui, khi ngồi cười đau cả bụng. Nhưng mà khi nhìn thấy những người như cái ông mà Thanh Nguyễn, Nguyễn Thanh đó, những người như trong nước như vậy, nhưng mà tôi hay chia sẻ anh chị em các cũng như là có nick như là Trần Thiêm đồ lên rồi ở trong nước mà lại có những cái suy nghĩ về nước Mỹ, và họ có cái suy nghĩ về vấn đề vọng ngoại đó, rất là đau lòng, rất là đau lòng. Thôi thì cái live stream của tôi chắc cũng sẽ tạm dừng ở đây. Tôi chỉ chia sẻ về anh chị em các bạn, nhiều khi ngồi lái xe mà mình suy nghĩ về quê hương, mình suy nghĩ về đất nước nơi mà mình đã sanh ra và lớn lên, các bạn thấy nhiều cái hiện nay rất là đau lòng. Những cái người dân của mình, cái sự mà đồng lòng mà xây dựng đất nước, họ còn phải nói là họ còn có những cái tư duy rất là lệch lạc. Tôi chỉ mong là 5 năm, 10 năm tới những cái thế hệ sau nó sẽ chuẩn hơn. Tôi thấy những cái thế hệ sau, những cái thế hệ bây giờ bắt đầu sanh ra đẻ ra, và cái thế hệ như cỡ tôi đó bắt đầu giáo dục con cái nó chuẩn hơn. Tôi về tôi thấy đó, cái thế hệ của tôi là thế hệ 1 năm đó, là thế hệ sau đó là thế hệ đầu là sau năm 75. Thì cái thế hệ đó là tôi thấy bắt đầu nó đã hơi chuẩn một chút. Cái hệ sau này là nó chuẩn hơn nữa, vậy tôi về tôi nhìn tôi thấy cách nó dạy con và nó giáo dục con cái của nó rất là tốt, rất là tốt. Tôi thấy nó cho con, nó tụi nó học hành những
cái thế hệ sau này mà nó kêu tôi giống như cái chú rồi mà nó có con cái rồi thì các bạn thấy, tôi thấy là tụi nó có cái nhìn chuẩn hơn và cái lập trường của nó giáo dục con nó rất là chuẩn, nó cho con cái nó học hành rồi để những cái trường về đồ luôn luôn tạo cái điều kiện cho con cái tụi nó biết là cập nhật với những cái nền tảng khoa học nó chuẩn mực. Thành ra theo tôi thấy thì 5 năm, 10 năm nữa thì cái đó nói hơi khiêm nhường. Bởi vì cái câu hay của những cái như Bác Hồ nói, các bạn thấy 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, nó phải là như vậy các bạn. Thay đổi một ý thức hệ, nó không phải là một sớm một chiều. Vì khi nó mất cả trăm năm, mà Việt Nam của mình các bạn thấy mới có thay đổi hơn 20 năm thôi mà đất nước ngày hôm nay là chuyện mình như thế nào. Thì nói chung thì tôi chỉ lên mạng chia sẻ và chỉ mong rằng những cái live stream của tôi nó được truyền rộng ra ở những cái kênh truyền thống để những người khác người ta có thể tìm hiểu để nhìn nó thực tế. Tôi thích nói cái gì nó cần phải dựa trên cái bằng chứng và cái sự thật, chứ không phải mình nói theo cảm tính rồi mình tự biên tự diễn, mình suy nghĩ theo cái ý của mình, cái đó nó không hay. Nó theo kiểu mà giống như là tưởng tượng đó, đi trên mây đó, rất là nguy hiểm. Cuộc sống mình cần phải thực tế và thực dụng, đó là cái quan điểm của tôi. Là tôi chỉ cố gắng làm sao nói cho nó cố gắng. Mình nhiều khi mình nói thì nhiều khi cái gì vậy nó cứ cập nhật liên tục, cái xã hội bên ngoài cũng vậy anh chị các bạn, nó cập nhật liên tục. Các bạn biết hồi đó tôi làm việc cho Mỹ không vậy, cứ là mỗi 6 tháng là nó update, cứ mỗi 6 tháng nó update, mà mình phải chạy theo. Nếu mình không chạy theo mình sẽ bị ở phía đằng sau, mà khi mình bị phía đằng sau rồi đó mình sẽ bị lạc lồi. Mình sẽ lạc lồi, lẻ loi trong một cái cộng đồng xã hội. Đó là cái sự thật, không thể nào mà chối cãi. Thôi xin hẹn gặp các bạn sau nha. Bye bye. Giờ này chắc ai cũng ngủ rồi. Xin chào, bye bye.